Tối ngày 19 tháng 9, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, lực lượng cứu hộ đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc trên tàu cá ở ngư trường Trường Sa về thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Trước đó, khi tàu của ngư dân cách thành phố Nha Trang 207 hải lý về hướng Đông Bắc, ngư dân này bị tai nạn lao động, ngã từ trên giàn câu xuống, phần đầu bị va đập mạnh, dẫn đến đau đầu dữ dội, sưng phù đỉnh đầu, sức khỏe yếu. Thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Sau khi tiếp cận được tàu cá, tổ y tế trên tàu Sa 273 đã chăm sóc sức khỏe ban đầu cho ngư dân trên, đồng thời nhanh chóng chuyển hướng tàu vào đất liền. Qua tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ, nạn nhân được khẩn trương đưa vào bờ để điều trị, tránh chuyển biến xấu, nguy hiểm tới tính mạng.